Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của cành cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Thu hút tiền thông qua luật hấp dẫn là một trong những mục tiêu phổ biến và đáng được thực hiện. Tiền bạc suy cho cùng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đánh đổi phần lớn sức lực và thời gian thức giấc của mình chỉ để kiếm được nó chỉ khi bạn đã ổn định được phương tiện trong cuộc sống thì bạn mới có thể bắt đầu sống một cuộc sống thực sự dư dả và mãn nguyện khi bạn tự do về tài chính bạn sẽ có quyền tự do để làm tất cả những điều mà bạn thực sự muốn bạn sẽ có thể sống một cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng mặc dù làm việc chăm chỉ là quan trọng nhưng yếu tố quan trọng nhất đằng sau việc trở nên dồi dào tài chính là chúng ta có thể áp dụng tư duy và thói quen đúng đắn khi bạn có thể đặt mình vào trạng thái tinh thần dồi dào nhất bạn sẽ có thể thu hút tiền trong video này quốc anh sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn những cách thật hiệu quả để thu hút một lượng lớn tiền và của cải vào cuộc sống của mình thứ nhất thoát khỏi niềm tin tiêu cực của bạn về tiền bạc trước khi chúng ta có thể bắt đầu thu hút bất kỳ khoản tiền nào điều rất quan trọng là chúng ta phải xóa bỏ mọi niềm tin tiêu cực về tiền bạc bạn thường nghe những câu nói như là tiền không mua được hạnh phúc hoặc tiền là gốc rễ của mọi điều ác bạn phải loại bỏ những niềm tin như thế này nếu bạn muốn trở nên dồi dào và giàu có những niềm tin tiêu cực này là ngấm ngầm và sẽ cản trở nghiêm trọng khả năng thu hút tiền của bạn. Có niềm tin đúng đắn là nền tảng để thu hút tiền thành công. Sau đây là một bài tập mà bạn có thể thử. Liệt kê tất cả những niềm tin tiêu cực của bạn về tiền bạc trên một tờ giấy. Khi bạn đã hoàn thành điều đó, hãy viết ra một niềm tin khác trái ngược với niềm tin đó. Ví dụ, nếu bạn tin rằng tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa thì niềm tin ngược lại sẽ là có đủ tiền tôi sẽ có thể giúp đỡ người khác niềm tin tích cực không nhất thiết phải đối lập hoàn toàn miễn là nó tích cực thì điều đó sẽ tốt bây giờ hãy gạch bỏ những niềm tin tiêu cực và hãy đọc to những niềm tin tích cực của bạn hàng ngày trong vòng một hoặc hai tuần những niềm tin tiêu cực cũ của bạn sẽ bắt đầu mất dần và những niềm tin tích cực mới hình thành trong tiềm thức của bạn. Điều thứ hai, hãy nhớ rằng vũ trụ là vô cùng dồi dào và có đủ cho tất cả mọi người. Ghen tị và oán giận là hai kẻ thù lớn nhất mà bạn có thể có trong hành trình thu hút tiền bạc và sự giàu có của mình. Bạn thấy đấy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy ghen tị hoặc bất bình với người giàu, bạn đang nói với vũ trụ rằng bạn sẽ không bao giờ giàu có như họ trong tiềm thức bạn đang phát ra những rung động với nội dung tôi không xứng đáng được giàu có nếu bạn bắt gặp cảm giác ghen tị hoặc bực bội khi nhìn thấy một người giàu có hãy cố gắng ngăn chặn bản thân và thay vào đó cầu chúc cho họ được tốt đơn giản chỉ cần quan sát ý nghĩ ghen tị khi nó bắt đầu hình thành trong tâm trí bạn sau đó hãy thốt ra câu nói đơn giản và mạnh mẽ này. Tôi giải phóng mọi căng thẳng mà tôi cảm thấy về tiền bạc. Hạnh phúc và dư giả là quyền của mọi người. Bạn có thể thì thầm cụm từ này với chính mình hoặc suy nghĩ trong đầu. Chỉ cần nói điều đó một lần và thâm gửi cho người mà bạn bắt đầu ghen tị một lời chúc phúc, bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ kiểm soát của mình đối với suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua một chút nỗ lực có ý thức và một chút ý chí bạn có thể biến tâm trí mình thành một tỏi nam châm thu hút tiền bạn chỉ có thể thu hút mức độ giàu có mà bạn có thể chấp nhận về mặt tinh thần điều thứ ba kiểm soát bất kỳ cảm giác tuyệt vọng và thiếu kiên nhẫn cảm giác tuyệt vọng và thiếu kiên nhẫn là điều mà nhiều người phải đấu tranh tuy nhiên sẽ luôn mất ít nhất một chút thời gian để thể hiện bất kỳ số tiền nào có ý nghĩa vì vậy điều cấp thiết là bạn phải trao dồi ý thức kiên nhẫn và tách biệt quá trình gấp rút và thiếu kiên nhẫn sẽ chỉ làm cho quá trình kéo dài hơn mức cần thiết những cảm giác tiêu cực này chủ yếu giao tiếp sự thiếu hụt với vũ trụ vì vậy hãy nhớ tránh những cảm giác này tốt nhất có thể cách tốt nhất để vượt qua sự tuyệt vọng và thiếu kiên nhẫn là hành động những hành động truyền cảm hứng sẽ giúp mang lại kết quả tốt hơn điều thứ tư một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải khi biểu hiện là sự lo lắng mà họ cảm thấy trong khoảng thời gian giữa việc yêu cầu vũ trụ cho một điều gì đó và đạt được thành công những gì họ muốn họ bồn chồn ngồi chờ kết quả xuất hiện khiến họ tuyệt vọng và mất kiên nhẫn một cách không cần thiết giải pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề này là ngừng chờ đợi kết quả một cách có ý thức và thay vào đó hãy hành động thực hiện những hành động được truyền cảm hứng đó là những hành động được hướng dẫn bởi vũ trụ khi bạn thực hiện hành động được truyền cảm hứng bạn đang làm việc cùng với vũ trụ để mang lại mong muốn của mình vì vậy đừng nhàn rỗi hãy thực hiện các bước để hướng tới sự giàu có mà bạn xứng đáng và tư duy của bạn sẽ tự thành hiện thực hành động được truyền cảm hứng sẽ đến với bạn bằng trực giác bạn không nên vò đầu bước tai khi cố gắng tìm ra điều gì đó để làm mà thay vào đó hãy để vũ trụ và tiềm thức hướng dẫn bạn nếu bạn đã áp dụng đúng tư duy niềm tin và thói quen cần thiết để thu hút sự giàu có sau đó tất cả những gì bạn cần làm là điều chỉnh và lắng nghe sự thôi thúc hành động sẽ tự đến sẽ có một cảm giác ruột gan bên trong bạn cho bạn biết những gì cần phải làm nó sẽ giống như một giọng nói yêu cầu bạn làm điều gì đó đó có thể là bất cứ điều gì có thể là thói quen bạn cần bỏ hoặc một cuộc điện thoại bạn cần thực hiện nó có thể là một hành động cụ thể hoặc một loạt các hành động khác nhau điều cốt yếu là phải hành động theo nó đừng lo lắng nếu bạn không chắc đó có thực sự là trực giác hướng dẫn bạn hay không miễn là hành động tích cực có đạo đức và phù hợp với mục tiêu thu hút sự giàu có của bạn thì rất có thể đó là hành động đúng đắn khi bạn cảm thấy thôi thúc phải hành động đừng bao giờ trì hoãn hãy hành động ngay khi bạn có thể hành động theo cảm hứng sẽ mở ra chìa khóa của sự dồi dào xua tan nghi ngờ và tuyệt vọng đây là một điều tuyệt vời thực hiện hành động theo cảm hứng sẽ dập tắt mọi cảm giác thiếu kiên nhẫn và nghi ngờ. Đó là một số cảm xúc tồi tệ nhất khi bạn đang cố gắng thu hút tiền. khi bạn đang bận rộn hành động và thực hiện công việc cần thiết, bạn sẽ đơn giản là quá mất tập trung để cảm thấy tuyệt vọng hoặc nghi ngờ. do đó, hãy cố gắng tránh làm việc nhàn rỗi. hãy luyện tập để có được một tư duy dồi dào hoặc thực hiện những hành động đầy cảm hứng. điều thứ năm hãy có niềm tin có niềm tin là một phần quan trọng và rất quan trọng trong việc thu hút sự giàu có thành công niềm tin là một trạng thái tâm trí rất độc đáo có niềm tin trọn vẹn là bạn phải hiểu rằng mong muốn của bạn sẽ được thực hiện bạn sẽ ổn cho dù có chuyện gì xảy ra khi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng tâm trí của bạn sẽ chuyển sang trạng thái rung động ở mức độ rung động dồi dào nhất có thể khi điều này xảy ra hoàn cảnh của bạn không thể không thay đổi phản ánh trạng thái rung động của bạn bạn sẽ giống như thế bạn đã giàu có khi bạn có thể có niềm tin vững chắc toàn bộ vũ trụ sẽ mang lại những gì bạn yêu cầu đây là luật hấp dẫn làm thế nào để phát triển niềm tin vào việc thu hút tiền thực ra nó rất đơn giản để nuôi dưỡng đức tin nó chỉ đơn giản là vấn đề thay đổi cách bạn đối phó với bất kỳ cảm giác nghi ngờ nào mà bạn có thể trải qua hàng ngày tách mình ra khỏi hoàn cảnh trước mắt và tin rằng bạn đã dư giả về tài chính biết rằng bạn luôn có đủ tiền là quyền bẩm sinh bất cứ khi nào bạn cảm thấy dù chỉ là một chút nghi ngờ hãy dừng suy nghĩ đó lại và khẳng định với bản thân rằng tôi an toàn về tài chính tôi luôn có đủ hãy làm điều này một cách nhất quán mỗi khi bạn trải qua bất kỳ cảm giác nghi ngờ nào hãy làm điều này theo thời gian bạn sẽ bắt đầu phát triển một ý chí và niềm tin không thể lai chuyển ngay cả những người thành công những người không biết về luật hấp dẫn họ luôn sử dụng nó một cách vô tình những người thành công làm điều này mọi lúc dù là vô tình có rất nhiều người thành công về mặt tài chính chưa bao giờ nghe đến luật hấp dẫn nhưng họ vẫn có thể có được mức tài chính dồi dào lý do đằng sau điều này là hầu hết họ đều cực kỳ tập trung vào việc theo đuổi sự giàu có họ tập trung đến mức thực sự quá mức tập trung để cảm thấy bất kỳ cảm giác tiêu cực nào tâm trí của họ được đặt chắc chắn vào một thứ và một thứ duy nhất và đó là đạt được các mục tiêu tài chính của họ đây chính xác là tư duy mà bạn nên áp dụng để trở nên giàu có quốc anh đã biết phần lớn những người thành công về tài chính trong cuộc đời mình và không có ngoại lệ Tất cả họ đều có những suy nghĩ và niềm tin giống nhau về tiền bạc. Vô tình, họ đã tận dụng những nguyên tắc của luật hấp dẫn và tận dụng sức mạnh của vũ trụ và tiềm thức của họ. Với kiến thức này, bây giờ bạn có thể chọn áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống của chính mình. Hãy hành động, đừng để bị phân tâm bởi sự thiếu quyết đoán và nghi ngờ. Điều chỉnh trực giác tự nhiên của bạn để tìm ra đâu là việc bạn cần làm và thực hiện nó. Điều thứ sáu, thực hành lòng biết ơn điều rất quan trọng là phải giữ thái độ biết ơn trong suốt hành trình của bạn đừng ép buộc lòng biết ơn hãy để nó đến tự nhiên hãy ngồi xuống một chút và tự hỏi bản thân rằng bạn thực sự biết ơn điều gì trong cuộc sống hiện tại nó có thể là bất cứ thứ gì ngay cả khi đó là thứ mà không ai khác có thể hiểu được miễn là bạn hạnh phúc khi có nó và biết ơn vì nó đã tồn tại trong cuộc sống của bạn đó là tất cả những gì quan trọng hãy viết những điều này ra một danh sách và thực sự cảm thấy biết ơn và cảm kích sâu sắc khi có được chúng nếu bạn làm điều này bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ phát triển một cách tự nhiên cảm giác biết ơn điều này sẽ làm tăng sự giàu có của bạn hãy biết ơn những điều bạn chưa có bạn cũng có thể và nên biết ơn vì những điều đang diễn ra chẳng hạn như sự giàu có và thành công to lớn đang đến với bạn và đó là quyền bẩm sinh của bạn đây là một kỹ thuật biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ sẽ tăng tốc rất nhiều quá trình biểu hiện khi bạn có thể cảm ơn vì điều đó đang diễn ra một thông điệp mạnh mẽ sẽ được gửi đến cả vũ trụ và tiềm thức của bạn bạn xứng đáng được giàu có và tiền bạc đang được thu hút về phía bạn hãy biết rằng không nghi ngờ gì những gì bạn yêu cầu đã là của bạn và sẽ chỉ là vấn đề về thời gian trước khi nó thể hiện trên thực tế. Điều thứ bảy, hình dung bản thân là một người giàu có. Nếu bạn chưa sử dụng hình ảnh để mang lại nhiều tiền hơn cho cuộc sống của mình, thì bạn đang bỏ lỡ. Vì đây là một trong những kỹ thuật luật hấp dẫn mạnh mẽ nhất hiện có. Bạn thường kiếm tiền bằng cách nào trong cuộc sống của mình? Đó là thông qua công việc của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Hình dung bạn trong những tình huống đó kiếm được nhiều hơn số tiền bạn kiếm được trong cuộc sống thực hình dung số tiền mà bạn thực sự muốn, hoặc tiến xa hơn một bước và hình dung bản thân bạn đang tiếp nhận nó theo những cách mà bạn thực sự mong muốn. Nó có thể là bất cứ điều gì, thông qua việc trúng sổ số, thông qua một món quà hoặc thông qua việc theo đuổi đam mê của bạn. Với hình dung, tính nhất quán là chìa khóa. Bạn càng làm điều đó, tác dụng của chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hãy tạo điểm nhấn để hình dung thường xuyên nhất có thể đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu nếu bạn tiếp tục hình dung liên tục trong ít nhất vài tháng thì bạn được đảm bảo sẽ hiển thị một số kết quả khá lớn đây là những bước tiến để thu hút sự thịnh vượng lớn quốc anh hy vọng rằng những lời khuyên và hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn nhiều hãy cố gắng làm theo tốt nhất có thể và bạn chắc chắn sẽ có thể thấy một số cải thiện lớn trong cuộc sống tài chính của mình đừng lo lắng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức hãy tiếp tục và ghi lại tiến trình của bạn giống như bất kỳ ngành học nào khác thu hút tiền bằng luật hấp dẫn cần có sự kiên trì và ý chí thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại